Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi video luyện nói nâng ba điểm IELTS Speaking cùng với Miss Bách. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học các cái cấu trúc, ngữ pháp và từ vựng hay để chúng ta có thể cải thiện kỹ năng nói của mình ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thị phạm với những đề thi được dự đoán là sẽ ra trong các bài thi sắp tới. Rồi, mình cùng bắt đầu nhé. Rồi, trong video này thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau học cấu trúc ngữ pháp cho phần Speaking Part 2 và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Advertisement, quảng cáo, một chủ đề mà được xuất hiện trong rất là nhiều những cái bộ dự đoán đề và đã có học trò của Miss Bách đi thi review là đã ra thi rồi luôn. Rồi, thì trước tiên chúng ta hãy cùng xem là một cái bài Speaking ở 3 điểm thấp khoảng chừng 5 chấm thì nó sẽ trông như thế nào ha các bạn. Rồi, cái bài chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là tại sao nó chưa tốt và chúng ta sẽ học các cái cấu trúc ngữ pháp, học các kiến thức để mà mình có thể cải thiện, nâng cấp nó lên ha. Let's begin our speaking test. Please describe an advertisement you saw but you didn't like it. You have 1 minute to prepare your ideas. Thank you. 1 minute has ended. Are you ready? Yes, I'm ready. Please begin. I will tell you about an advertisement I saw on Facebook. And it was about a restaurant, a beef restaurant. And the girl in that video clip said something about sushi and beef. And sorry, I didn't understand so much about that video clip. And that advertisement on Facebook was boring. It was boring. And I feel that I don't want to see that kind of advertisement anymore. So I will stop using Facebook, I think. Okay. That's all. Okay, thank you very much. Rồi các bạn ơi, thì các bạn thấy đây là một cái bài nói chưa có tốt. Điểm chắc chỉ khoảng là từ 5 chấm đến 5.5 thôi. Lý do vì sao vậy? Thứ nhất, đó là về mặt ngữ pháp, bạn chúng ta sử dụng quá nhiều câu đơn, không có câu phức, không có câu ghép gì cả. Và không có được những cái ý tưởng, và về mặt ý tưởng thì nó lòng vòng. Ok, lòng vòng rất là nhiều, không có mở rộng ra thêm là bạn mình xem thấy ở đâu, thời điểm cụ thể như thế nào, cái cảm nhận của bạn mình như thế nào. Và thêm nữa là lặp từ rất là nhiều, những từ như là Facebook nè, advertisement nè, lặp lại rất là nhiều, không thấy sử dụng thêm những cái từ vựng nào mở rộng cho cái chủ đề quảng cáo này cả. Và thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là tìm hiểu cái cách thức để mà chúng ta xử lý cái vấn đề này. Rồi các bạn ơi, sau khi chúng ta đã biết được một cái bài nó chưa tốt như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến giải pháp ha. Và một lần nữa, phương pháp switch sẽ là cái câu trả lời để mà chúng ta có thể nâng cấp cái nội dung bài nói của mình lên, giúp nó hay hơn, chuẩn xác hơn. Và đi kèm với phương pháp switch thì cái mô hình trả lời của chúng ta vẫn sẽ đi theo 3 bước: hook, line và sinker, mô hình 3 bước mà chúng ta đã rất quen thuộc nếu các bạn đã xem các video trước đây trong cái chuỗi luyện nói nâng bằng điểm IELTS Speaking này ha các bạn. Thì hôm nay Miss Bách sẽ đi thẳng vào cái phần ngữ pháp luôn, được chưa nào? Ok, rồi thì chúng ta sẽ mở đầu cái phần bài nói Speaking Part 2 của mình bằng cách mình trả lời đúng vào trọng tâm ở phần hook. Và cấu trúc ngữ pháp của chúng ta sẽ là I guess I could start off by telling you about và and I would probably choose. Thì ở phần này chúng ta sẽ trả lời cái thông tin, cái nội dung mình muốn trả lời là gì, và buổi quảng cáo, cái chương trình quảng cáo mình thích là gì, và cái lý do tại sao mình chọn cái này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần line, phần mình bổ sung, mình mở rộng những cái thông tin ra, thì các bạn có thể dẫn dắt những cái thông tin của chúng ta theo các cấu trúc ngữ pháp sau. Thứ nhất, going on to my next point, I will explore. Tiếp theo, now with regard to the next question of, finally if there is time, I could deal with the last idea. Và ở những phần này các bạn có thể mở rộng ra là gì nào? Là where, là when, là how. Mình xem cái quảng cáo này ở đâu, mình xem nó khi nào, mình cảm thấy như thế nào về cái quảng cáo này. Cái quảng cáo này bao gồm những ai, nó nói về cái vấn đề gì, nó nói về chủ đề gì, vân vân. Các bạn có thể mở rộng tùy ý thích của mình, miễn là các bạn sử dụng những cái này để mình dẫn dắt cho nó rõ ràng, nó clear ha. Và cuối cùng chúng ta sẽ chốt lại bằng in the future, trong tương lai. Thì mình muốn làm gì, mình mà cái cảm nhận của mình, hoặc là mình có muốn tham gia vào cái buổi quảng cáo này hay không. Và cuối cùng ha, mình sẽ chốt hạ lại bằng that concludes my speech. Đó, các bạn thấy thì các cấu trúc ngữ pháp này nó sẽ giúp cho cái bài speaking part 2 của mình nó trọn vẹn, đầy đủ, từng phần nó luôn đi theo thứ tự chỉnh chu, dễ theo dõi cho chính mình và cho chính giám khảo luôn. Và đặc biệt là nếu mà các bạn làm theo đầy đủ tất cả những thông tin trong những cái phần hook, line và sinker này á, là bài của các bạn chắc chắn nó sẽ luôn kéo dài trên 1 phút và nó sẽ không bị lố 2 phút luôn
Rất là hay, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thị phạm thực hành xem là một cái bài nói đầy đủ sử dụng các cấu trúc ngữ pháp này nó sẽ trông như thế nào, bài điểm 7.8 chấm nó trông ra sao nha. Let's get to it. Describe an advertisement you saw but you didn't like it. You have 1 minute to prepare. 1 minute has ended. Are you ready? Yes, I'm ready. Please begin. Well, I guess I could start off by telling you about an advertisement at which I felt annoyed. And I would probably choose an advertising pop-up about a steakhouse, which I've seen on Facebook for the past few days. Going on to my next point, I will explore the content of the ad. It was a short video clip of a girl who went to this restaurant instead of a Japanese one due to only a compliment, which is ridiculously nonsense, isn't it? Now, with regard to the next question of the pop-up's frequency, I have to admit that it appears on every single video I watch, and well, I think that have all the advertisers gone mad? That's crazy. And finally, if there's time, I could deal with the last idea of how I feel about the promotion. I'm so furious due to the fact that the ad is really annoying and time consuming. Therefore, in the future, I will, you know, download more adblock applications for my laptop in order to prevent such situations. That concludes my speech. Thank you very much. Đó, các bạn thấy không? Khi có ngữ pháp là tự nhiên cái bài của chúng ta nó hay hơn, đầy đủ và có sự kết nối chặt chẽ, logic hơn hẳn. Đố nào các bạn? Và chúng ta có thêm điều kiện để mình sử dụng những cái từ vựng hay, mình nâng cấp cái chất lượng cho cái bài Speaking Part 2 của mình. Bây giờ Miss Phát sẽ hướng dẫn một vài những cái từ vựng hay mà bạn ta đã sử dụng để các bạn có thể ghi chép lại và học ha. Thì đầu tiên, những cái từ khác mà chúng ta có thể thay thế cho từ advertisement ha các bạn, đó là từ pop-up. Okay, pop-up là những cái quảng cáo mà nó bật lên trên cái trang trang mạng của mình đó. Tiếp theo chúng ta có từ promotion, cũng là một từ có thể thay thế được cho quảng cáo. Và những cái quảng cáo mình không thích thì các bạn có thể thay vì mình dùng cái từ là I don't like hoặc I didn't like như là đề nói, thì các bạn có thể sử dụng cái từ annoyed. I felt annoyed at the advertisement. Tụi mình cảm thấy rất là phiền. Và ngoài ra thì chúng ta còn có từ nữa thì cái sự tức giận của mình đó là I'm furious. Mình giận lắm. Được chưa? Và khi mà mình thấy nhiều những cái chương trình quảng cáo như vậy thì chúng ta có thể cài những cái phần mềm mà chặn quảng cáo, thì chúng ta có cụm từ là ad block application. Ok, các bạn có thể lưu ý lại những từ này để chúng ta nâng cấp cái vốn từ của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một chủ đề khác để mình thấy được cái sự đa dụng, cái sự linh hoạt của các cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta đã học. Bắt đầu nha. Please describe an interesting old person that you met. You have 1 minute to prepare. Okay, 1 minute has ended. Are you ready? Yes, I'm ready. You may begin. I guess I could start off by telling you about an interesting elderly man, and I would probably choose my 7-year-old neighbor named Nam. Going on to my next point, I will explore how I met him. I recall that it was an afternoon about a decade ago when I returned home from school. He was playing Chinese chess, about which I was fascinated, so I stopped by to watch. Now, with regard to the next question of what I've learned from him, I think it's mostly chess skill. Every move on the chessboard that he taught me was deadly. Whenever I use those tactics, my opponents hardly have a chance to defend. Finally, if there's time, I could deal with the last idea of why I think he's interesting. I guess it's mostly because of his intelligence. You know, even at such, the man was a true strategist, I have to say. Even at such an advanced age, his mind is still sharp. So I hope that in the future, when I grow old, I can still be as smart as him so that my life will be fulfilled. That concludes my speech. Okay, thank you very much.
Rồi, lại một bài nói rất là tốt nữa. Đố nào các bạn nói như vậy chúng ta mới xứng đáng được 7-8 chấm khi mình đi thi speaking chứ. Đố nào? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chọn ra một vài từ vựng hay để các bạn có thể nâng cấp vốn từ của mình cho cái chủ đề này ha. Các từ vựng mà chúng ta có thể học tập về cho chủ đề này như sau ha các bạn. À, thứ nhất đó là từ elderly man. An elderly man là một người đàn ông lớn tuổi thay cho an old person. Và nếu các bạn dùng phụ nữ thì các bạn thay man bằng woman, an elderly woman. À, tiếp theo, khi mà chúng ta tuổi cao rồi thì chúng ta có thể sử dụng là at an advanced age, là tuổi mình đã cao rồi, mình lớn tuổi rồi, mình già rồi ha các bạn. À, tiếp theo, khi mình già rồi mà tâm trí mình vẫn còn sắc bén thì chúng ta có cụm từ là his mind is still sharp. Ok, và đồng thời khi mình lớn tuổi rồi thì mình muốn sống một cuộc đời nó có ý nghĩa, nó đông đầy đủ đầy thì chúng ta có cái từ là be fulfilled ha các bạn. Ok, và bạn mình thích chơi cờ cho nên là có một vài cái từ về chủ đề chơi cờ chúng ta có thể ghi nhận ha. Không biết bạn nào thích chơi cờ không, các bạn chắc là sẽ thích những từ này đó. Đầu tiên là cái cụm từ là a true strategist. Ok, có nghĩa là một cái chiến thuật gia rất là tài giỏi, chiến thuật gia thực thụ, rất là thông minh. Và những cái chiến lược chơi cờ, những cái thế cờ thì chúng ta có cái từ là tactics ha các bạn. Và bên cạnh đó thì cái đối thủ khi chơi cờ với mình thì chúng ta có cái từ là opponent. Được chưa? Các bạn nhớ ghi nhận lại để mình nâng cấp vốn từ cũng như là chúng ta thực hành được với cái cấu trúc ngữ pháp này nha. Một lần nữa chúng ta lại có được những kiến thức rất là hay từ phương pháp switch. Đố nào các bạn? Các bạn nhớ ghi chép lại những kiến thức trong video này để chúng ta ôn luyện lại để mình không bị quên nha. Và các bạn ơi, các bạn thích Mr. Bach chia sẻ về những topic, về những chủ đề nào nữa, các bạn hãy comment ở phần bên dưới nha. Mr. Bach sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và như thường lệ, đừng quên comment, like, share và subscribe. And I'll see you next time.